Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục quay lại với content mở bắc. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đốt hơn 15.000 FC Boy cho cái phần bắc Winter. Và trong đội hình của mình hiện tại thì những cầu thủ đa phần đã cỡ góc rank cộng 4 và level 20 rồi. Còn chuyện duy nhất cầu thủ Zanetti là mình vẫn chưa đủ cầu thủ Mascherino để có thể nâng cấp thôi. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào phần store. Và trước tiên thì mình sẽ đốt 15.000 FC Boy cho phần Winter Sale bác này nha. Với cái bác này thì có rất là nhiều mục để anh em chúng ta có thể đọc vào. Và đầu tiên thì mình sẽ mở cái Sale Ultra bác để xem như thế nào. Với cái bác này thì chúng ta sẽ mở tối đa được 5 lần và mỗi lần như vậy sẽ là 2.000 FC Boy. Ở đây thì tỷ lệ cầu thủ có rất là nhiều, những cầu thủ over 94 và 95. Và đặc biệt là có sự xuất hiện của cầu thủ Lionel Messi nữa. Và số lượng cầu thủ cho cái bác 2.000 FC Boy này cũng rất là nhiều nè. Mốc over 85 cho tới 95 thì tới 5 cầu thủ. Còn ở cái bác từ 75 cho tới 95 thì tới 15 cầu thủ. Bây giờ thì sẽ là cái bác đầu tiên. Vị trí đầu tiên sẽ là vị trí gì đây? Đấy rồi, cờ Brazil. Wow, CDM thì cầu thủ này là cầu thủ Luis của Aston Villa rồi. Over chỉ là 87 thôi. Thật sự thì khi mà mở những cái bắc đường hầm mà thấy được cờ Brazil thì có rất là nhiều hy vọng rồi nè. Vì đặc biệt những cầu thủ Brazil thì có giá trị rất là cao. Nhưng ở bắc này thì không thật sự may mắn rồi. Ui, ở cái bắc này thì bịp thật sự mọi người, chỉ có 600.000 coi. Cùng với đó là rất là nhiều những cầu thủ 8X và cầu thủ 7X khác. Thật sự tệ cho 2.000 FC Boy đầu tiên. Không biết là đầu đã không xuôi rồi, không biết đuôi có lọt hay không đây. Với những cầu thủ treo ở phần reward này thì rất là chất lượng, nhưng mà mở bắt ra thì cầu thủ có offer rất là thấp. Để xem lần thứ hai sẽ là cầu thủ gì đây. Hiểu đây rồi, đường hầm màu vàng, lại là Brazil, vị trí RB. Ôi, Alberto mọi người ạ. Không phải rồi, đó chỉ là phiên bản của Cafu thôi, một phiên bản RB offer 90 của Cafu thôi. Thì phiên bản này cũng đỡ hơn cái bắt đầu tiên một chút rồi mọi người. Mình nghĩ đây là cầu thủ Carlos Alberto thôi. Cầu thủ đó thì over 93 và giá trị cũng rất là cao. Uầy, ở cái bắc này thì có thêm sự xuất hiện của Mascherino rồi. Còn cùng với đó thì những cầu thủ 8X khác thì cũng không quá đáng kể mọi người. Và số coi cũng chỉ là 600.000 coi thôi. Không Harry Kane, không Rory, không Messi, không Rekat gì cả. Chỉ là những cầu thủ rất là bình thường. Bây giờ thì sẽ tới cái lần thứ ba để xem là gì đây. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa mọi người. Đây sẽ là hiệu ứng của đường hầm Rival. Cờ Pháp, CM. Uầy, mình cứ nghĩ là cầu thủ Rabiot nữa mọi người, nhưng mà còn tệ hơn cả Rabiot nữa. Cầu thủ Cagüeres đến từ Lyon ở với over 85 thôi. Ui, một cái bắt khủng khiếp thật sự mọi người, đúng là một cái bắt bịp của EA rồi. Với mốc over min là 85 cho tới 95 tới tận 5 cầu thủ, nhưng mà mình chỉ mở được những cầu thủ kiểu như thế này thôi. Ui, min là 84, sorry mọi người, min là 84 nhưng mà mở được cầu thủ 85 thôi. Khủng khiếp thật sự mọi người ạ. Một cái bắt mà từ đó tới giờ mình mới cảm giác được sự bịp của EA ở những cái bắt này. Bây giờ thì sẽ là cái bắt thứ tư đây rồi. Ui, cờ của Morocco thì cũng không quá nhiều hy vọng rồi. Và lại là một cầu thủ vô danh khác nữa mọi người. Khó chịu thật sự cho những cái bắt lần này. Không biết là tỷ lệ EA đã fit như thế nào, nhưng mà chỉ mở được những cầu thủ thật sự rất là rác mọi người. Ở cái bắt này thì có đâu đó cầu thủ Mascherino thôi. Còn lại là những cầu thủ có giá trị chưa tới 500.000 coin nữa. Quá tệ cho cái bắt Winter Sale Ultra Bắc, một cái bắt mà được giới thiệu là quá nhiều cầu thủ ngon. Bây giờ thì sẽ tới cái bắt thứ năm, cũng là cái bắt cuối cùng ở cái Winter Sale Bắc này. Mình đang muốn quên thật nhanh ở cái bắt này thôi mọi người. Đây sẽ là sự kiện Rival, lại là Brazil, CB và Juventus không quá nhiều hy vọng rồi. Danilo, một cầu thủ over 87. Đến đây thì mình khá là hoang mang, không biết là do nhân phẩm của mình kém hay là tỷ lệ bắt của EA đã giảm xuống rất là sâu rồi mọi người. Có quá nhiều rác, và ở cái bắc này thì có đâu đó sự xuất hiện của Haaland phiên bản Subby thôi, over 91 và giá trị đâu đó cũng chỉ là 11 triệu coi. 10.000 FC Boy để đổi lại hai cầu thủ Mascherino và đâu đó khoảng chừng 30 triệu coi cho cầu thủ Haaland, cùng với đó là trước đó là cầu thủ Cafu thôi. Quá tệ, một tỷ lệ rất là thấp ở cái bắc này. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới luôn cái Winter Sale Box này nha. Ở cái lần này thì mình sẽ mở được 8 lần và 8 lần tương ứng với 8 phần quà bên dưới mọi người ạ. Có Mascherino này, có cả cầu thủ Dudek, có cầu thủ over 92 tới 95. Đó là cái gói mà hy vọng là sẽ mở được sớm thôi. Bây giờ còn 5.000 FC Boy, mình sẽ thực hiện việc mở 5 bắt đầu tiên nha. Sau đó để xem tỷ lệ như thế nào. Nếu mở ra sớm được những cái bắt over 92 tới 95 thì mình sẽ stop và sẽ ngưng lại được cái bắt lần này luôn. Đầu tiên thì đã ra những cầu thủ over rất là thấp rồi. Mình nghĩ là chắc là mình cũng không vượt qua được bài kiểm tra của EA đâu. Chắc chắn là những cái gói quà với giá trị thấp nó sẽ xuất hiện đầu tiên, sau đó là ở những cái mốc quà cao nó sẽ ra phần cuối cùng nha. Mình nghĩ là như vậy thôi, vì hai cái bắt đầu tiên đã ra những cái gói quà thấp nhất rồi.
đây là cái bắt thứ ba và vẫn như vậy thôi, đúng cái gói 2 triệu coin thôi mọi người. Mình không thể nào mà có thể chiến thắng được cái cách tính toán của EA rồi. Nó đã cho những con hàng thật sự rất là kém ở những cái bắt đầu tiên trong cái gói mà giới hạn 8 gói này. Tiếp theo sẽ là cầu thủ Dudet, chắc chắn không dễ để ra được cái gói quà 92-95 đầu tiên mọi người ạ. Bây giờ sẽ là cái gói cuối cùng trong 5.000 FC Boy ở lần này nha. Để xem sẽ là cầu thủ gì đây. Chắc chắn rồi, sẽ là cầu thủ Marcelino rồi. Sẽ không được 3 gói quà những cầu thủ có mốc min là 92-95 và 88-95 được mọi người. Bây giờ thì mình sẽ trở lại chợ và sẽ bán được những cầu thủ vừa mở xong nha. Cũng không quá đặc biệt đâu mọi người, chỉ có Cafu và cầu thủ Haaland thôi. Mình sẽ trở lại với cái ba bắt đó ở cái phần tiếp theo nha. Nhân phẩm của mình ở trong video này thì quá là tệ rồi. Mình cũng không biết là tại lý do làm sao đúng không mọi người. Không biết là do mình đang đuổi hay là do cái tỷ lệ bắt nó đã bị hạn chế rất là nhiều. Uầy, Cafu ở vị trí này thì cũng chỉ hơn 20 triệu coin thôi. Đến đây thì mình mới cảm nhận được rõ ràng là mấy ngày gần đây thì anh em nạp vào FC Boy và cũng đã chia sẻ với mình là cái tỷ lệ mở cầu thủ cao rất là thấp mọi người. Mình không biết là do cái sự kiện Winter này thì EA đã siết lại cái tỷ lệ ra cầu thủ cao hay là chưa. Hay là do một cái phần lý do gì đó thôi. Ở trong phần mở bắt thì không có một người chơi nào mở được cầu thủ có tỷ lệ over cao cả. Đặc biệt là trong cái sự kiện Winter lần này thì EA đã xả hàng tặng quà cho mọi người quá nhiều rồi. Và mình nghĩ là trong cái tỷ lệ mở bắt thì nó cũng sẽ siết lại đôi phần mọi người. Đó là cái cảm nhận của mình thôi nha. Còn cái thực tế thì mình cũng không biết như thế nào. Và chắc chắn là đến được cái vị trí như thế này rồi, với giới hạn là 8 gói mà mở được 5 gói thấp nhất rồi, mà còn 3 gói cao mà không mở thì thật sự rất là khó chịu mọi người. Mình tin chắc là tất cả mọi người ai cũng giống như mình thôi. Tới đây thì bắt buộc phải nạp thêm và sẽ mở luôn 3 gói còn lại thôi. Và trước khi mở 3 gói đó thì mình sẽ thực hiện trong cái nhân phẩm tiếp theo cho cái việc run up cầu thủ Zanetti nha. Mình có được 3 cầu thủ Mancino để xem như thế nào cho cái lần này rồi. Phát đầu tiên đã rất là thành công với cái tỷ lệ đập từ xanh lên tím 1 phát 1 thôi mọi người. Bây giờ thì sẽ chinh phục luôn cả lên cái mốc ran đỏ. Và trước khi thực hiện cái phần này thì mình sẽ làm một tí tâm linh mọi người để xem nó sẽ như thế nào nha. Không biết là có đủ may mắn để lên được đỏ hay không, vì tỷ lệ đập của mình gần đây xịt cũng rất là nhiều. Với tỷ lệ 20% thì để xem như thế nào. Zanetti có lên đỏ hay là không? Ui, dấu hiệu này thì đã là xịt tiếp theo rồi mọi người. Với cái phiên bản này của Zanetti thì thật sự mình rất là thích, cho nên mình phải cố đập luôn cầu thủ này lên để nâng tổng cái overall team lên 99 mọi người. Đó là lý do vì sao mình phải bỏ cầu thủ Mancherino vào cầu thủ Zanetti thôi. Còn nếu không thích cầu thủ Zanetti này thì mình hoàn toàn có thể mua được một phiên bản RB khác trên chợ rất là dễ dàng. Mình sẽ cố gắng làm một chút tâm linh cho những cầu thủ này trước khi trở lại với cầu thủ phiên bản Zanetti. Với cái mốc chinh phục sẽ lên mốc rank cộng 4 để xem lần này sẽ thành công hay là không nha. Nếu mà tập thì thật sự đã trôi luôn hai con hàng Mancherino mọi người. Đây rồi, xem như thế nào. Run up cầu thủ Zanetti. Lại xịt rồi mọi người. Quá khó. Với tỷ lệ 20% thì thật sự là phải là rất là may mắn mới có thể lên được. Bây giờ thì mình sẽ trở lại trong cái phần mua 3.000 FC Boy và tiếp tục với cái phần chinh phục 3 gói còn lại trong cái sự kiện Winter này nha. Với 3.000 FC Boy này thì tương ứng với 500.000 Việt Nam đồng của mình. Bây giờ thì phải thực hiện giao dịch và mua thôi. Tới khúc này thì không thể nào chịu được nữa đâu mọi người. EA thật sự hút máu rất là khủng những người chơi tựa game này. Và đó cũng là lý do vì sao cái tựa game này phát triển rất là tốt. Và với cái việc hút máu như vậy thì đem lại cái cảm nhận cũng như là cái chất lượng game nó tốt hơn rất là nhiều mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chinh phục 3 gói còn lại. Hy vọng ở 3 gói này với những cầu thủ có overall min từ 85, 88 và 92 cho tới 95 sẽ đem tới một cái tỷ lệ may mắn cho mình để có được cái coin nâng cấp đội hình trong thời gian sắp tới nha. Đây sẽ là cái bắt đầu tiên trong gói 3 bắt ngày hôm nay. Đấy rồi, hiệu ứng đường hầm của Pháp. Thierry Henry. Ui, CDM thì không hy vọng rồi mọi người. CDM cầu thủ. Ui, Makelele overall 87. Khủng khiếp thật sự cho một cái phiên bản mà giá trị rất là thấp mọi người. Chưa tới 1 triệu coin cho phiên bản này của Makelele. Mình thật sự đã quá sốc và đã bị rơi vào trầm cảm rồi mọi người. Với cái bắt đầu tiên với cái lá cờ hiệu ứng của Pháp. Bây giờ thì sẽ ở cái bắt thứ hai để xem là gì đây. Cầu thủ nào sẽ xuất hiện ở cái bắt lần này. Lại là đường hầm vàng Icon. Đấy rồi, lá cờ của anh CB. Uầy, với cái vị trí là Hero thì không quá nhiều hy vọng. Nếu mà cờ anh mà CB thì mình nghĩ đó là Rio Ferdinand, nhưng mà lại không có mọi người. Chỉ là cầu thủ King thôi. Một cầu thủ cũng chỉ với cái mức giá là 1 triệu 2 thôi. Mức min luôn mọi người, 88. Đúng min luôn cho cái gói 88 cho tới 95.
Và đây sẽ là cái gói cuối cùng ở cái bắc lần này, 92 cho tới 95. Đây sẽ là cầu thủ gì đây? Để xem là ở bắc cuối cùng này có cứu cả video hay là không. Uầy, cờ Scotland thì không hiểu hy vọng rồi mà. Robertson của Liverpool rồi. OVR cũng đúng min luôn, 92 cho phiên bản này của Robertson. Đến đây thì chịu thật sự cái nhân phẩm của mình. Không còn một lời nào bào chữa cả mọi người. Quá tệ cho 18.000 FC Boy. Trước đó là 30 triệu coin và lần này Robertson được đâu đó 25 triệu coin nữa. Thì sẽ đổi được 55 triệu coin cho 18.000 FC Boy. Quá tệ, chưa được 25 triệu coin nữa cả nhà. Đến đây thì cái video của mình cũng xin được kết thúc nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video cùng mình. Thật sự cũng hết động lực, cũng hết cái niềm cảm hứng nào có thể chia sẻ trong cái video ngày hôm nay rồi. Chắc có lẽ mình sẽ rơi vào trầm cảm cũng rất là lâu nữa mới trở lại được. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Nếu cảm thấy video hay và thú vị thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký và chia sẻ kênh nha. Anh em nào có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi gì về tựa game này có thể hỏi vào phần bình luận bên dưới. Anh em nào có nhu cầu nạp FC Boy có thể liên hệ với mình qua cái số Zalo đang có trên màn hình của tất cả mọi người hoặc là bên dưới cái phần thông tin mô tả của video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.